Chiến sĩ Đồ Đằng Nhị Tinh. Đằng Tiêu, lẽ nào sức mạnh lúc trước của huynh được như vậy là vì Đồ Đằng? Đồ Đằng là năng lực quý giá mà thú thần ban cho thú nhân. Chiến sĩ Đồ Đằng từ nhất tinh tới cửu tinh, cấp bậc càng cao, năng lực thú thần ban cho càng lớn. Nghe nói 5.000 năm trước đây, thế giới thú nhân không giống như bây giờ. Lúc đó, nền văn minh tiên tiến có thể xây dựng được nhà cao to, không cần đi săn mà vẫn có lương thực đầy đủ. Nhưng mà đại nạn xảy ra, thú nhân hứng chịu tai họa diệt vong. Nền văn minh lúc đó cũng bị hủy hoại trong chớp mắt, Đồ Đằng hoàn chỉnh cũng đã thất truyền. Ngày nay cũng chỉ có thú vương thành có Đồ Đằng kiếm quyết đó là sức mạnh ẩn giấu của bọn họ. Về phần đại lục thì đã không còn tung tích của Đồ Đằng nữa rồi. Doãn Trúc, sao nàng lại biết đến Đồ Đằng vậy? 5.000 năm trước, vậy mà lại cách thời đại của Bối Nạp đến cả 5.000 năm. Thật ra, ta được truyền lại từ đồ đệ của thú thần. Hắn còn dạy ta cách ngưng kết Đồ Đằng. Lời truyền của đồ đệ thú thần. Mọi chuyện đại loại là thế này. Hóa ra là vậy. Doãn Trúc, con hôn mê là do thần tử đang truyền lại thuật pháp cho con à? Dọa chết ta rồi, may mà nàng không sao. Chuyện báo thù cho thú thần trọng đại tạm thời vẫn nên giữ kín với A Mẫu, chờ chúng ta lớn mạnh hơn hãng nói vậy. Tốt quá rồi, có Đồ Đằng nâng cao sức mạnh, chúng ta sẽ không phải sợ thú nhân bộ lạc khác đến cướp đồ nữa rồi. Doãn Trúc, hiện giờ con có thể ngưng tụ Đồ Đằng không? Thuật pháp ngưng tụ Đồ Đằng thì con biết, nhưng mà ngưng tụ Đồ Đằng cần ngọc thạch làm vật dẫn. Ngọc thạch càng tốt, sức mạnh Đồ Đằng thừa hưởng càng lớn. Nhưng quanh bộ lạc chúng ta chưa từng thấy ngọc thạch. Quanh đây đất đai cằn cỗi, khoáng sản không có ngọc thạch. Nếu như là hội chợ của bộ lạc gần bình nguyên, vật sản phong phú, có khả năng là có người bán, có thể dùng thức ăn tích trữ lúc trước để đổi. Hay là ta đi tìm ngọc thạch cho. Đằng Tiêu, ta biết huynh rất mạnh, nhưng đường đi bình nguyên phải trèo đèo lội suối, còn có rất nhiều thú dữ, đường đi nguy hiểm, một mình huynh quá mạo hiểm, ta đi với huynh. Kiều Nặc, huynh nhất định phải ở lại, chỉ có huynh chăm sóc tốt cho Doãn Trúc, ta mới yên tâm lên đường. Phải đó, Đằng Tiêu, mình con không an toàn. Chờ một thời gian nữa, khai thác xong muối, nhân thủ đủ rồi, ta bảo bọn họ đi cùng con cho an toàn. Không cần vậy đâu, tộc trưởng, người chỉ cần cho con đường mà bộ lạc luyện ra là được. Thứ này đến cả thú vương thành cũng không có, là vật hiếm, nhất định con có thể đổi được ngọc thạch. Người yên tâm, tộc trưởng, con sẽ đem được ngọc thạch quay về. Được rồi, nhưng con nhất định phải chú ý an toàn đấy. Vâng. Vậy con về trước chuẩn bị hành trang. Đằng Tiêu. Doãn Trúc. Đằng Tiêu, thật ra ngươi không cần phải một mình đi tìm ngọc thạch. Ta. Doãn Trúc, thật ra ta làm không phải vì nàng, mà vì bộ lạc, cũng là vì bản thân. Ta khát vọng đạt được sức mạnh, vậy nên tất cả đều không liên quan tới nàng. Đằng Tiêu là đang nói mình đừng cảm thấy gánh nặng sao? Nếu như nàng đã nói nàng có năng lực sinh tồn, độc lập, vậy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt lúc ta không có ở đây nhé. Hắn còn nhớ lời của mình. Vậy có phải Đằng Tiêu đã quyết định từ bỏ rồi không? Bối Lạp.
Ngươi có cách giải trừ thệ ước người bảo vệ này không? Giải trừ thệ ước người bảo vệ. Có thể. Thật sao? Cách gì thế? Mau nói cho ta đi. Chỉ cần hắn chết đi, thệ ước sẽ tự động được giải trừ.